Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình Video này mình chia sẻ cho anh em một cái thủ thuật trên Facebook Là cách khắc phục người khác tự ý gắn thẻ tát tên của anh em Lên bài viết đăng trên dòng thời gian của anh em Giống như anh em đang thấy trong video Video này mình chia sẻ cho anh em cách cài đặt chế độ thông báo Trước khi anh em cho nó xuất hiện hoặc là không xuất hiện trên dòng thời gian Trên trang cá nhân của mình Và video này dành riêng cho anh em nào chưa biết Còn anh em nào biết rồi bỏ qua giùm mình Bây giờ anh em bắt đầu mở Facebook lên Chọn vào chỗ ba gạch tiếp tục anh em sẽ chọn vào chỗ cài đặt và quyền riêng tư chọn cài đặt ở mục này anh em sẽ tìm đến cái chỗ trang cá nhân và gắn thẻ. Ở đây anh em lưu ý cho mình cái phần xem lại. Anh em nhấn vào chỗ xem lại thẻ. Mọi người thêm vào bài viết của bạn trước khi xuất hiện trên Facebook. Xem lại thẻ trên bài viết của bạn. Anh em chọn bật nó lên. Rồi anh em trở lại. Tiếp tục anh em sẽ nhấn vào chỗ xem lại bài viết có gắn thẻ bạn trước khi bài viết xuất hiện trên dòng thời gian của bạn. Xem lại bài viết có gắn thẻ bạn. Anh em chọn bật nó lên. Rồi, vậy là xong. Rất đơn giản nha anh em. Khi anh em cài đặt ở chế độ này, thì lúc người khác gắn thẻ tách tên của anh em, Facebook sẽ thông báo cho anh em để anh em quyết định có đăng lên dòng thời gian của mình hay không giúp anh em có thể loại bỏ được những cái bản tin rác không mong muốn và nôm na là anh em sẽ nhận được cái thông báo như thế này bây giờ mình sẽ chọn vào cái chỗ thông báo là mai thị tiêu đã gắn thẻ bạn và 98 người khác trong một bài viết rồi đây là bài viết mà mình đã được người khác gắn thẻ vào nghe anh em ở đây nó có hai mục là ẩn và thêm vào trang cá nhân nếu anh em không muốn nó xuất hiện trên trang cá nhân của mình thì anh em nhấn vào chữ ẩn vậy là xong rất là đơn giản anh em và nội dung mình chia sẻ xin được dừng lại anh em nếu anh em thấy thích nhớ cho mình một like một đăng ký để ủng hộ mình hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp xin chào